Ok, hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái mẹo mà mở cái túi bóng này mà mình sẽ sử dụng bằng tay, để khi mà mình muốn tận dụng cái túi bóng, những cái túi bóng còn sạch, để mình sẽ đựng được những cái thực phẩm khác. Và mình sẽ sử dụng bằng tay để mở, chứ không cần phải sử dụng bằng dao hoặc bằng kéo hoặc bất kể một cái vật gì. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ, nếu các bạn thấy mình chia sẻ cái mẹo này thú vị thì hãy cho mình một like và bấm một nút đăng ký để nhận được những cái mẹo hay tiếp theo từ kênh. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chia sẻ, các bạn cùng theo dõi nhé. Khi mà túi bóng này đã buộc chặt vào như thế này thì mình sử dụng cái này thì mình gỡ ra rất là khó, nhưng mà mình thích chặt đây này thì mình sẽ sử dụng cầm một cái túi bóng này và mình xoắn thật chặt vào các bạn nhé. Và mình chỉ cần đẩy như thế này là ra. Đấy các bạn. Đấy, các bạn thấy mình mở đấy ok không? Một cái mẹo này nó rất đơn giản nhưng mà cực kỳ hữu ích các bạn nhé. Đây mình sẽ buộc lại cho các bạn xem. Thường thì những người ta buộc như thế này. Buộc như thế này thì cởi ra nó rất là dễ. Nhưng mà có những người người ta không buộc như vậy thì người ta buộc vào như thế này. Hít chặt luôn vào như thế này. Đấy. Và bây giờ mình sẽ xỏ tay vào cái này hoặc là mình cầm mình xoắn. Đấy, khi mình xoắn chặt thì cái này nó sẽ cứng lại các bạn nhé. Đấy, mình đẩy phát là nó ra này. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Nếu các bạn thấy mình chia sẻ cái mẹo này hay thì hãy cho mình một like và bấm vào nút đăng ký kênh để nhận được những cái mẹo hay mới nhất tiếp theo từ kênh. Chào và hẹn gặp lại các bạn.